Hai, em xin chào mọi người nha. Chào mọi người quay lại kênh đồ nghề Nhật 365 của em ha. Cảm ơn mọi người, cảm ơn Pháp đã giúp đỡ và góp ý em trong thời gian qua ha. Rồi, em cũng không làm mất thời gian của mọi người ha. Này cũng có lên ít đồ lên giới thiệu cho mọi người nha. Em xin vào chi tiết từ món luôn nha mọi người. Rồi, cái cây đầu tiên đó là cây tuốt dây điện của hiệu gì nè, C-Urban gì nè. Tình trạng còn khá đẹp nha mọi người, em chưa vệ sinh đó, nên nhìn cái cán nó hơi dơ chút á. Thằng này thì theo em nghĩ chắc nó của thằng là Đài Loan xuất Nhật quá. Chắc của Đài Loan xuất Nhật. Em thuốc thử rồi nha mọi người, em thuốc thử rồi, ok lắm. Nè mọi người nhìn thông số đó nè. Đó. 0.6, 1.0, 1.6, 2.0. Size A. Rồi mã 171 là 200k nha mọi người. Những cái sản phẩm em review đây là chưa bao gồm phí ship nha mọi người. Dạ. Mọi người á, mọi người cố gắng nghe kỹ cái phần mô tả giùm em ha. Rồi hàng cũ mà nó sẽ có những cái lỗi này lỗi kia đó thì mọi người cố gắng xem mô tả giùm em. Còn trong lúc em mô tả cái nào không rõ đó, mọi người cứ nhắn em ha, em sẽ giải đáp chi tiết cho mọi người ha. Để nhằm khi mọi người nhận về rồi sản phẩm không có ý này kia rồi mất công tội nghiệp cho mọi người nữa. Rồi mã đầu tiên, mã 171, 200k nha mọi người. Rồi cây tuốt về điện. Rồi mã thứ hai, mã thứ hai là cây đục mộng vuông, mã 172, cây đục mộng vuông 24. Cái này là 24mm nha mọi người. Đầu nó là 24mm á. Em đo em ghi sẵn đây luôn nè. Đó 24mm nha mọi người. Mã 172 là 140k. Em chưa vệ sinh á. Đầu nó còn bén lắm. Mọi người nhìn nè. Nói đúng không? Đầu cạnh này kia còn bén lắm. Tại em chưa vệ sinh á. Nên nó bị mưa nắng. Nên nó hơi ố một tí thôi. Này không sao chứ. Rồi mã 172 là một cây đục mộng vuông 140k nha mọi người. Cho mọi người ta coi luôn. Rồi mã kế tiếp, một cây đục mộng vuông, mã 173. Đầu này là 30mm nha mọi người. 140k luôn nha mọi người. Còn đẹp lắm nha mọi người nhìn nè. Nó em chưa vệ sinh á nên nằm mưa nắng á, nó có giờ chút. Nhưng mà găng cỏ này kia còn ok lắm. Đó mọi người nhìn giùm em ha. Đây cái thân của nó nè mọi người ơi. Nặng lắm á, nặng 700-800 gram á. Em chưa vệ sinh á nên nằm bãi mưa nắng nên nó hơi ố chút. Rồi mọi người cố gắng xem kỹ phần mô tả giùm em nha. Tại đồ này thì mọi người biết rồi, đồ cũ mà nó sẽ có những lỗi cơ bản của nó. Như thứ hai nữa đó là mình nói thực tế là đều tiền nào của nấy, nó có những cái ghẻ thì nó sẽ có lỗi của cái ghẻ của nó. Bởi vậy mọi người cố gắng xem kỹ giùm em nha, xem kỹ và có gì không rõ thì cứ nhắn em. Để nhằm khi mọi người nhận hàng rồi nó ủa sao đồ này nó gơ nó lắc hoặc là nó cũ quá thì đồng tiền này tiền nào của nấy mọi người ơi. Rồi mã kế tiếp là một cây chìa khóa 3 chức năng ha. 10, 12, 14. Đó, trái phải đảo chiều của mình tốp nè. Rồi mã 174 là 140k nha mọi người. Tình trạng còn khá đẹp. Tình trạng còn khá đẹp. Rồi mã 175 là cặp 175A cặp chèn bánh xe 120k. Tình trạng còn khá đẹp. Thằng này thì chắc em khỏi mô tả ha mọi người. Nó không có gì chứ, nó sắt thép không à. Ha, để đỡ tốn thời gian của anh em ha. Tình trạng còn khá đẹp. Rồi mã 175B cũng vậy luôn mọi người ơi ha. Hai thằng này một cặp na ná nhau hết. Rồi ok. Chèn bánh xe Toyota. Mã 175, 120k luôn. Những sản phẩm em báo là chưa bao gồm phí ship nha mọi người. Chưa bao gồm phí ship nha mọi người. Rồi mã 176A là một
cây đội chữ A xe hơi. Đây trọng tải của nó đây mọi người ơi, nè mọi người xem giùm em ha. Tại hàng bãi thì nó tùm lum hiểu hết trơn. Đó, thông số của nó nè mọi người xem giùm em ha. Tình trạng còn khá đẹp, em đã vệ sinh em test gỡ trơn rồi mọi người ơi. Em vô mớ bò này kia gỡ trơn rồi, ok hết. Rồi, mã 176A, mã 176A là 170k. Giá em chưa bao gồm phí ship nha mọi người. Đây. Rồi, mã kế tiếp 176B, một cây đội giống hệt vậy luôn. Cái này thì nó không để ký mà em nghĩ cái này có thể nó tải nhiều hơn thằng kia luôn đó. Nhìn nó dày dặn hơn, nó nặng hơn. Thằng này nó dày dặn nặng hơn. Quên đó mọi người ơi, những cái này là thì em không có tay quay nha. Tại đi bãi thì nó có nó lạc tùm lum cho mọi người ơi. Thì mọi người về chế giùm em nha. Mà cái này cũng dễ lắm, cái đầu này dễ chế lắm. Anh em xài xe, anh em chế cháo lọc giặt đồ mấy cái này là chuyện nhỏ anh em ơi. Rồi mã 176B 170k là một cây đội xe hơi, đội A xe hơi nè. Cây này thì em nghĩ chắc khoảng 700-800kg à, tại nó nặng hơn cái cây kia 600kg mà cây này nó dày dặn nặng hơn. À, mọi người đi giùm em nha, là cây này nó không có tay quay nha, nó không có tay quay. Rồi. Mã 177 là cây bấm gym, một cây bấm gym, bấm yên xe, bấm gỗ mềm này kia đó mọi người. Của mắt nè, thông số nè mọi người. Đó, thông số nè mọi người xem giùm em ha. Đó. Đây để em test cho mọi người coi ha. Nè mọi người ha. Tình trạng còn khá nha mọi người, tình trạng còn khá đẹp nha mọi người. Tình trạng còn khá đẹp thôi chứ không phải là xuất sắc nha. Nên giá nó cũng đi theo sản phẩm luôn. Là mã 177 là một cây bấm gym mắt hoạt động tốt, 150k, tình trạng còn khá đẹp nha mọi người ha. Rồi, mã 177, mã 178. Đâu, em ghi cái này lung xung tung rồi. Mã 178 là một lưỡi cưa. Đầu này đầu hợp kim luôn nha mọi người. Lưỡi này là gần như chưa sử dụng nha mọi người. Gần như chưa sử dụng. Đây thông số của nó đây. Găng 26. Lỗ thì khoảng 27.5mm nha. Đường kính của nó đó là 120 nha mọi người. Bình thịt này nó dày, cái này chắc khoảng cả cái găng nó khoảng 30mm ạ. À. Đó. Chưa sử dụng luôn á, gần như chưa sử dụng mọi người ơi. Nè, cái hiệu của nó nè mọi người. Đó. Em chưa vệ sinh á, mấy cái này bãi nó gỗ không sao chứ, không ảnh hưởng gì sản phẩm chứ. Rồi, mã 178, 120k nha mọi người. Giá em báo là chưa bao gồm phí ship nha mọi người. Chưa bao gồm phí ship nha. Mọi người cố gắng xem kỹ phần mô tả giùm em nha mọi người. Trong lúc em mô tả có gì thiếu sót á, hoặc mọi người muốn hiểu rõ hơn về sản phẩm thì cứ nhắn em ha. Rồi mã kế tiếp là một cái dồi nước. Cái này bằng đồng thao nha mọi người, bằng đồng thao nha. Mã 179 là 280k. Một dồi nước đã qua sử dụng. Tình trạng còn chắc khoảng 90% nha mọi người. Khoảng 90% ạ. Thằng này của Zuko nè. Của Zuko. Ống này á là ống 21. Găng 21 thông dụng gia đình mình đó nha mọi người. Cái này mà theo em biết thì chắc mọi người xài chắc thiên thu luôn. Nó chỉ hơi cái gòn thôi. Đồng thao này là không có gì mà ăn được nó chứ. Bình Nhật nó xài nước mặn bình thường luôn mà. Nhưng mà nó chỉ hơi xuống hơn cái chỗ nước ngọt mình thôi nha. Là mã 179 là 280k. Những sản phẩm em báo nãy giờ là chưa bao giờ phí ship nha mọi người. Cái này em đã test cho rồi. Nước nôi đồ ok lắm, không có gịnh. Có gì để ví dụ như mọi người có đặt thì em sẽ test kỹ lại hơn cho mọi người ha. Mọi người xem hãy đăng ký kênh của em ha, để cập nhật những sản phẩm mới về kênh của em ha. À, để 179, 180. À đây. Đây. Mã
180 là 150k, là một lưỡi cưa nữa nha mọi người. Một lưỡi cưa nè, mọi người nhìn gần cỏ đó nè. Cái này là gần như mới luôn nha. Cái này gần như mới luôn. Đầu hợp kim hết đây luôn nha mọi người. Lưỡi này xài ok rồi. Rồi em xin đọc thông số cho mọi người nghe tham khảo ha. Rồi mã 180 là 150k. Đường kính á là 18.5, lỗ 20. Nó 48 găng nha mọi người, 48 găng nha mọi người. Cái này cưa gỗ này kia đồ rất là ok nè, mọi người thấy có lỗ thông thông hơi thoáng gió của nó nè ha. Rồi để em để đại ở đây nha, tại này nó bị chèn. 180, 181. Mã 181 á là một cây vít ấn nha mọi người, vít ấn nha. Của hiệu hai hít gì nè. Xoay là 255 mm. Mã 181 là 150k. Em xin lỗi nghe, để em ghi lại nghe mọi người nó. Bà xã em ghi nhầm. 150k nha mọi người. Em xin lỗi mọi người nha, mã này là mã 181 là 150k. Cái này là tại nãy lu bu quá em ghi nhầm ha, em xin lỗi mọi người ha. Rồi cây này là gần như chưa sử dụng nha. Rồi nó có bốn đầu đi kèm. Nó có bốn đầu đi kèm, ba đầu khoan khoét và một đầu vít cộng. Để em kiếm thêm một đầu vít trừ nữa em tặng mọi người ha. Tại còn, nhưng mà có cái giờ bất chợt quá em tìm chưa ra thôi. Nè. Đó. Mà mọi người thấy không? Còn đẹp lắm. Mã này là 150k nha mọi người. Thầy hồi nãy lu bu quá em ghi nhầm. Rồi, nè mọi người. Rồi, mã 181 là một cây vít ấn 150k. Rồi, mã kế tiếp 182 là 120k, là cây dao gọt giấy của NT nha mọi người. Dao gọt giấy NT, đặc biệt nó là thân nhôm, mọi người xài rất là bền. Khi em bán này nè, em sẽ tặng kèm thêm mọi người thêm hai lưỡi, tặng kèm thêm hai lưỡi chưa xài luôn nha mọi người, của NT hoặc là của Alpha luôn á nha, lưỡi Nhật bãi luôn nha mọi người, chưa sử dụng. Một lưỡi trong dao và hai lưỡi tặng kèm, một lưỡi trong dao và hai lưỡi tặng kèm. Đó, thân nhôm nè mọi người, mà xài mấy cái này cầm nó đầm tay xài nó ngon lắm, nó bền lắm. Cái thằng mũ mình thì nó còn hơi nhẹ, nó hơi mềm, thằng này xài yên tâm lắm mọi người ơi. Rồi thằng này thì em chắc cũng không review nhiều đâu hết mọi người, nó đơn giản vậy thôi. Đây mã 182 là 120k nha mọi người, là một cây dao gọt giấy này nè, và em tặng kèm thêm hai lưỡi gời chưa sử dụng luôn nha, hai lưỡi gời chưa sử dụng. Rồi mã 183 là một lưỡi cưa tròn găng hợp kim luôn nha mọi người. Lưỡi này đẹp lắm à, tại nằm bãi, lưỡi này gần như chưa sử dụng á, nằm bãi nên nó bị mưa nắng á, nó bị bong bong cái này, nhưng mà không sao, không ảnh hưởng. Găng cỏ là em kiểm tra rồi rất là ok mọi người ơi. Đây thông số ha, bây giờ em xin báo sản phẩm 183 là 140k, lỗ tròn nó là 20 ha. Đường kính là nè 180 nè, nó là 60 găng. Đây em cho mọi người xem găng nha mọi người. Đó, ok, number one không? Em gỡ luôn đi, chút xíu em gắn lại dây sao. Ha. Đó. Mấy cái này. Rồi mã 183 140k nha mọi người. 184 là 290k. Một cây mở chén cổ và mở những cái giặt giống như chén cổ nha mọi người, của Super. Thì của Super, hàng này thì chất lượng mọi người đều biết rồi ha. Cái này thì nó tăng đơ tự động nên cái vấn đề số này kia đồ thì nó quá dễ rồi mọi người ơi. Để em đo chiều dài của cái găng tăng đơ của nó. Cái găng cuối cùng của nó tới cái miệng miệng móc của nó đó
là khoảng 10,5 cm mọi người ơi, khoảng 10,5 cm. Chiều dài tổng thể của bạn này đó là 28,5 cm nè mọi người. Rồi để em quay tình trạng cho mọi người xem, tình trạng còn khá đẹp nha mọi người. Đây. Cái này thì đã sử dụng rồi nên có dấu đóng nè mọi người, nhưng mà không sao, đóng nhẹ hả. Rồi đây của shipper mọi người ơi. Đó. Em quay chế độ này á, thì cái độ dưới á, nhìn thì nó hơi lung sung tung chút, nhưng mà được cái á, em review sản phẩm nó rõ, nó chi tiết lắm mọi người ơi. Cái này thì cái nào nó cũng có cái ưu nhược điểm của nó ha mọi người. Rồi mã 184 là 290k, 290k một cây mở chén cổ của shipper hết mọi người. Rồi. Mã 185 là ba cái lưỡi cắt nè. Ba lưỡi cắt này thì em cũng không, cái nào em nói ngay nghe, cái này em không rành. Nên em sẽ review mọi người, thấy cái nào mà phù hợp với mình đó thì mọi người chốt thôi, chứ giờ em cũng không có mô tả được cái thằng này rõ lắm, tại em không rành về nó, em không biết. Cái này mọi người thông cảm giùm em ha. Em để đọc thông số mọi người tham khảo ha. Là mã 185 150k. Ba lưỡi gì nha, ba lưỡi giống nhau nha. Đây, em thấy nó để bên đây là cắt kim cương nè. Nó có hạt chiếu 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 như kim cương vậy đó. Đó, nè, lưỡi cắt kim cương nè, nhưng mà cái thông số đó nè mọi người. Em có đo lại nè. Đó. Còn mọi người thấy mà phù hợp với mình thì chốt ha, còn tại em thì không có rành về sản phẩm này nên em không có mô tả cụ thể được. Thì mọi người nhìn đó, mọi người thấy phù hợp thì mọi người mua ha. Rồi đường kính đó là 12.5, lỗ 22. Đó, rồi cái găng nó gì nè mọi người, đó. Đã qua sử dụng cái này, thằng này thì đã qua sử dụng. Nhưng mà em đã coi rồi, hạt này kia đồ á, dưới lưỡi này kia còn ok lắm. Đó, rồi nè, cái tên này, cái tên sản phẩm của bên nó ghi nè. Đó. Này hình như rồi cắt nước cho cắt khô thì phải nè, mà chắc cắt đá rồi, em nghĩ là chắc cắt đá mọi người ơi. Rồi mã 185 là 150k nha mọi người. 186, 186 một cái lưỡi cưa Hitachi chưa sử dụng luôn nha mọi người, chưa sử dụng nha, tại này nằm bãi á, nên nó mưa nắng nó chẹn nhau nó bị gỗ si thôi chứ không gì hết trơn á. Đây 186 là 160k, đường kính 21, đường kính này là 2 tấc mốt nha mọi người, găng 80 lỗ 20, mình thịt nó khá dày lắm nha, của Hitachi nè. Đó, găng của nó nè, không mọi người thấy không, còn bao một lớp keo luôn nè. Để em coi chỗ nào xuất ra em quay cho mọi người xem nha. Nè, nó mọi người thấy không, sáng bóng luôn. Rồi mã 186 160k, 186 160k. Rồi mã kế tiếp, mã 187 là ba cây kìm, ba cây kìm ha, gồm ba cây kìm như thế này nha mọi người nha. Rồi em xin review từng cây nha. 187 là gồm ba cây kìm này nha, là 300k. Để em review từng cây cho mọi người xem ha. Thằng này xe lớn nha, thằng này của Victor nè, còn đẹp lắm, găng cỏ là ok luôn. Chiều dài tổng thể của bạn này là 21,5 cm ha. Rồi găng cỏ nè mọi người, đây nó mọi người thấy không, ok đó, có sử dụng nhẹ, có chạy xuống chút đỉnh nhưng mà không sao, vẫn còn thẳng gang mọi người ơi. Bên đây thì đẹp, ok ha. Cán nè mọi người, liên lạc Victor luôn đó, mọi người thấy không, đây da băng nè mọi người đó. Rồi cây thứ hai trong bộ nha, cây thứ hai trong bộ là cây kìm nhọn, cây kìm nhọn hiệu gì ba chữ B nè. Này cái này thì nó có hơi gỗ nha, nhưng mà vẫn còn ok lắm, mỏ đồ còn thẳng lắm, găng cỏ này kia đồ còn ok lắm. Rồi cây này là khoảng 17 cm, khoảng 17 cm, mọi người nhìn găng ở trong nè. Đó, ok ha,
Tình trạng ở ngoài thì nó có gỗ nha, hàng bãi thì nó có gỗ chút đỉnh mọi người ơi, nhưng mà cái da này kia còn đẹp, da còn ok. Rồi cây cuối cùng trong bộ nha là của Victor luôn, cây kìm cắt nè mọi người, đó. Đó gần cỏ còn đẹp trai luôn mọi người ơi. Đây nó có chữ gì luôn nè, bên Nhật này chắc làm dấu nè, sợ ông hàng sớm lấy hay gì làm dấu. Cái này là size này khoảng 12,5 cm. Victor luôn nha mọi người. Rồi mã 178 là bao gồm 3 sản phẩm này, giá 300k nha mọi người. Rồi mã 187 cho lộn, em xin lỗi. Mã 188 là một cây cưa sắt. Đây. Đó, tình trạng còn khá đẹp thôi mọi người, hàng bãi thì nó có gỗ nè, nó có gỗ, nó có mưa nắng nó bốc bông xi chút đỉnh nhưng mà không đáng kể mọi người ơi. Đó. Tem nó còn luôn nè, mà em vệ sinh dầu á nên nó xước ra rồi. Lưỡi nhỏ mà không có lấy nét được. À, đây mọi người nhìn nè, đó. Tình trạng thì còn khá đẹp, do nằm mưa nắng á, nên nó có bông gỉ chút đỉnh nha mọi người. Đó. Em đã mở ra mở vô rồi, rất là ok. Rồi mã 188 là 140k, gồm cây cưa này, một lưỡi đi theo cưa và em tặng thêm hai lưỡi kèm. Đó, em tặng thêm hai lưỡi kèm nha mọi người. Rồi mã 189 là gồm 5 cái đầu búa vậy nha. Đây. Mã 189 là gồm 5 cái đầu búa, giá 240k. Trọng lượng của 5 bạn này đó là khoảng 1,9 kg đấy mọi người. Nãy em có căng thử rồi, khoảng 1,9 kg á. Đây mọi người xem giùm em nè ha. Nè đầu thứ nhất nè. Nó tình trạng rất là ok luôn nè. Mọc hiệu rõ ràng hết luôn, nhưng mà này, nó có cái mọc này thì thằng này thì em không thấy mọc, nhưng mà em đảm bảo mọi người là hàng Nhật trăm trăm. Rồi đầu thứ hai à, mọi người nhìn đầu nó nè, đó cái này chưa bo dũa cho nghe mọi người, em chỉ vệ sinh dầu thôi nghe mọi người. Rồi đầu thứ ba là nó có mọc chữ rõ ràng, nó em chưa có bo dũa hết trơn, tình trạng còn khá đẹp mọi người ơi. Mọi người về khéo tay làm cán đồ lại xài ok. Đây này có mọc luôn nha mọi người, đó này còn khá đẹp luôn. Rồi đầu thứ tư có mọc luôn, ở đây hình có gì ta, không biết có gì luôn. Rồi mã 189 là 240k nha mọi người. À, mã 190 mã cuối cùng nha mọi người. Mã 190 là một cây cưa ARS 210k. Đây tình trạng còn khá đẹp, lưỡi đã qua sử dụng nha mọi người, tình trạng còn khá đẹp tôi nghe, lưỡi thì tương đối rồi chứ không bén xuất sắc lắm. Đó lưỡi nè, em gờ thì bén tương đối thôi chứ không bén dữ nha. Cái nào em nói nghe để mọi người biết, lưỡi còn đẹp lắm. Cái này mọi người về xài một thời gian khéo tay mọi người vũa nhẹ lại là ok. À đó, đây cái thông số nó nè mọi người. Đó. Mọi chức năng còn ok hết nha. Tình trạng lưỡi thì khá đẹp thôi nha, chứ không có bén xuất sắc nha. Tại đã qua sử dụng rồi thì nó có sẽ lục nhẹ một chút. Rồi, em cảm ơn mọi người đã lắng nghe em và theo dõi kênh của em ha. Mọi người cố gắng xem kỹ giùm em nha. Có gì mà ở bộ software nó đang. Bộ sưu quay nãy lên chưa? Trùng mã hay nãy lên? Trùng mã.
Rồi em cảm ơn mọi người nha. Có gì mọi người muốn hiểu rõ hơn sản phẩm thì cứ nhắn em ha. Rồi em cảm ơn mọi người nha. Chào mọi người ạ.